Dù còn sóng gió trong cuộc đời đầy thương đau, em lòng người sâu xa ai có hay cho ngày mai tìm lại nhau bao nhớ thương. Làm sao ta sống thiếu em? Người hãy xóa hết bao buồn đau, người giấu nước mắt ân tình sâu. Một đời nồng nàn ta bên nhau. Em, người là nỗi nhớ trong đời ta, biết không? Biết không? Em, người là hạnh phúc trong ước mơ, mãi yêu nhau. Lại nhau bao nhớ thương, làm sao anh sống thiếu em? Người hãy xóa hết bao buồn đau, người giấu nước mắt ân tình sâu. Một đời nồng nàn ta bên nhau. Em, người là nỗi nhớ trong đời ta, biết không? Em, người là hạnh phúc trong ước mơ. Thôi đi, cô đã rầu thúi ruột mà mày cũng vậy, sao chịu nổi? Nín đi. Con không tin. Con không tin. Không tin cái gì? Anh Phúc không thể là người như vậy được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra con à. Đàn ông họ dễ thay lòng đổi dạ lắm. Cô nói thiệt không? Kinh nghiệm của cả đời cô mà mày không sáng mắt ra hả? Mà thằng Phúc nó gây ra chuyện gì? Ảnh không, con không tin. Không tin thì mày cứ đi mà lấy nó. Ba mày đâu có sống hoài để cản mày đâu. Nhưng con không thích ảnh nữa. Hả? Hóa ra mày là đứa thay lòng đổi dạ, không giống tao chút nào. Thương ai là thương cho tới chết. Mệt cô quá. Con sẽ không cần lấy người con thương, con sẽ lấy người thương con. Người nào muốn lấy con à? Ngọc à. Đang nghĩ tới ai vậy Ngọc? À, đâu có. Bị Lợi bắt qua ta nên giật mình phải không? Tôi đang nghĩ đến Lợi đó. Hả? Ngọc nghĩ tới Lợi hả? Nghĩ gì vậy Lợi? Tôi nghĩ thằng cha khó ưa vô đây làm cái gì. Thằng cha khó ưa vô nhờ Ngọc hướng dẫn cho thợ mới được không? Được chứ. Công việc chung mà Lợi nhờ, Ngọc đâu dám từ chối. Nhẹ tay thôi. Dạ. Vậy nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, ngu quá. Chậm hiểu như vậy đổ phần bò chứ sao làm nghề này được. Lợi, Lợi, ra đây. Lợi à, mình làm quen tay thì làm rất dễ, nhưng người ta mới vào làm thì làm rất khó. Phải từ từ chỉ dạy, đừng mà xét người ta. Nhưng Lợi đã chỉ cho nó 2-3 lần rồi mà hai tay nó cứ đơ ra. Không có khiếu thì chọn người khác, mắc mớ gì phải làm gốm để hao hơi tổn sức. Ai nhận họ vô đây thì Lợi chứ ai? Lợi đã nhận họ thì phải cố gắng chỉ dạy họ. Hồi xưa lúc Lợi làm thử nhưng vẫn không thành hình cái chén cái chậu, bị mấy bạn cười Lợi thấy khó chịu, nhớ không? Nếu đứng trong trường hợp Lợi là anh Thợ bị chửi hồi nãy, Lợi cảm thấy làm sao? Thôi Ngọc ơi, chuyện cũ Ngọc moi lại chi vậy? Tụi nó nghe tụi nó lờ mặt làm sao? Đâu Ngọc thử chỉ tụi nó coi. Anh làm gì nè? Dạ. Vậy phải không chị? Anh làm tiếp đi. Ngọc,
Ngọc bị sao vậy Ngọc? Hả? Có cần lại đi mua thuốc không? Không. Chẳng lẽ nó có rồi? Làm gì mà ma quá vậy kìa. Tụi nhỏ làm gì cũng mau hơn thời trước. Ngọc, hay là Ngọc về nghỉ đi, để lời kêu má lại pha trà gừng cho Ngọc uống. Lợi. Hả? Của mày hả Lợi? Thím hỏi gì? Của là của gì? Con Ngọc ụa mửa vậy là ốm ngán đó. Ốm ngán? Là bệnh gì? Có bầu chứ bệnh gì? Có bầu? Ừ. Trời đất, thím mới kỳ cục á. Hết chuyện hay sao mà cứ đi nói người khác có bầu. Nói bậy, Ngọc chưa có chồng thì lấy gì có bầu. Ngọc mà nghe được á, chửi thím không nháy mắt được luôn á. Tao tìm hiểu để giúp đỡ tụi bay, làm gì mà chửi tao. Nói thiệt đi, giữa mày với nó có gì không? Nếu thật vậy, má mày sẽ mừng lắm đó. Có cái gì? Chuyện đó hả? Ừ. Không có. Vậy là 100% của thằng Phúc rồi. Sao thím nói vậy? Nhiều lần tao thấy nửa đêm thằng Phúc dẫn con Ngọc vô phòng, hơn một tiếng đồng hồ mới trở ra. Trai gái vô phòng tối hù làm gì, nếu không phải là chuyện đó. Thím biết thiệt không? Không thấy sao tao nói. Mày không thấy hổm rài thằng Phúc nó hay chở con Ngọc đi đi về về hay sao? Ai ở tổng vậy? Tao có chuyện gì đó. Ê, tao đang tắm, làm gì mày đình đập ở ngoài vậy Lợi? Tôi với anh lại gì mà phải đình đập? Người quen là chuyện bậy bạ là anh đó. Sao tự nhiên gây sự với tao? Tao là gì bậy bạ hả thằng kia? Ở Hào Phát anh đang mang tiếng với vợ Hứa Tuyền. Ở bên đây anh lợi dụng cô gái người ta. Mày nói tao lợi dụng ai hả thằng kia? Tối hôm qua anh tới làm gì với Ngọc? Hôm qua tụi tao đâu có làm việc. Vậy tối hôm kia tụi tao ngồi ngắm trăng. Sau khi ngắm trăng mấy người làm trò gì nữa? Biến thành cái chép đớp mồi. Ai đớp mồi ai? Hay là cả hai cùng đớp mồi nhau? Có thằng Sinh nữa. Cái gì? Nó đứng nhìn hai người trụy lạc với nhau hả? Mày nói ai trụy lạc cái thằng quỷ? Tôi nói anh đó. Anh đang đeo đuổi Thủy Trúc, sao anh dụ dỗ Ngọc để nó có bầu? Anh là thằng khốn nạn, mặt người giả thú. Mày chửi tao đó hả? Tôi hỏi có không? Có cái gì? Tụi tao vẽ cá chép đớp trăng trên bình bông. Mày tưởng tượng gì ghê gớm vậy? Tôi có thể tưởng tượng được Ngọc ốm ngén hay sao? Ngọc nói với mày như vậy hả? Ngọc ụa mửa. Thiếm Lâm nó ụa mửa kiểu đó là mang bầu. Có khi Ngọc bị đau bao tử, chứ bầu bị gì ở đây? Còn chuyện nửa đêm, hai người vô phòng làm cái gì? Ai? Ai vô phòng? Anh gạt được ai? Đừng hòng có mặt tôi. Làm không chấp nhận hả? Đồ hèn. Đứng lại. Mày nói gì nữa lại tao nghe coi. Không ngờ bữa nay nó biết ghen. Nó nhầm anh hai nó mà nó bữa. Thằng khùng. Làm gì thở mạnh vậy Thím Lâm? Uống ly nước cho hạ quả đi. Bây giờ chỉ có uống rượu mới hạ quả được. Rượu cúng mùng 1 tháng trước còn một bình. Thím dám uống tôi lấy. Không phải rượu cúng mà là rượu đám cưới. Rượu đám cưới đâu ra? Thím tính làm mai cho ông Phúc đám nào nữa? Không cần tôi làm mai, chị cũng không cần mua lễ vật, cũng có được con dâu, được cả cháu nội ẵm bồng nữa. Con dâu, cháu nội? Không lẽ từ trên trời rớt xuống thì mới úp úp mở mở gì vậy? Tôi nói chị nghe, chị thấy con Ngọc có khả nghi không? Nó ăn cắp cái gì của ai hả? Nó bị người ta lấy cắp của quý thì có. Thím nói rõ hơn, tôi bắt đầu khó chịu rồi đó. Mấy ngày nay con Ngọc qua đây làm, ngày nào nó cũng ủa mửa hết. Để ý kỹ một chút, hình như mông ngực của nó đã trải qua với đàn ông. Mắt thím làm sao á? Coi chừng bị lệch, nhìn một thành hai à. Mắt tôi có tật, nhưng mà chuyện gì mờ ám á là tôi thấy liền à. Hình như con Ngọc nó có chữa. Chị không tin tôi hả? Nó là đứa con gái đàng hoàng, không chắc chắn thì đừng có nói ra. Đám cháy lớn chỉ bắt đầu bằng một tàn lửa nhỏ,
Đợi chắc chắn cháy thì nó đã cháy rồi. Nhưng có dính dáng gì tới chuyện tôi có dâu có cháu nội đâu. Một đứa con gái trẻ đẹp làm chung với ba thằng con trai đang sung mãn. Thằng Lợi thì nó theo sát con Ngọc, thằng Sinh thì ngấm ngầm, còn thằng Phúc tụi nó xong rồi. Ý thêm ra cái bầu đó của thằng Phúc hả? Chứ còn gì nữa. Nó thường ở trong phòng của con Ngọc. Hai đứa nó đêm nào cũng đi chung với nhau. Tôi thấy con Ngọc thường hỏi thăm miếng ăn giấc ngủ của thằng Phúc. Không lẽ... Trời đất ơi, nó muốn làm dâu của chị rồi. Quên chuyện Thủy Trúc đi. Tôi với chị đến nhà bà Tư bàn chuyện lễ cưới. Càng sớm càng tốt. Chứ để cái bụng chình ịnh vậy, thiên hạ sẽ cười mình thúi mặt đó chị Diệp. Thôi đi. Nếu con Ngọc là đứa không coi ông bà cha mẹ ra gì, không coi lễ giáo ra gì, thì tôi không chấp nhận nó là con dâu của tôi. Mày với Thiêm Lâm đang bàn chuyện gì vậy? Mày nghe tao hỏi, mày với con Ngọc quan hệ làm sao? Tụi con là bạn. Con Ngọc nó có bầu, mày giấu má mày làm gì? Nói thiệt đi, tao với má mày còn tính. Trời đất, ai nói Ngọc có bầu? Hèn gì, hồi nãy con tắm, thằng Lợi nó đứng bên ngoài chửi con là trụy lạc, bậy bạ hết sức. Ngọc bị đau bao tử nên thường ụ mửa. Thiêm kỳ quá, nhìn gà quá cuốc, nói tùm lum. Thiêm sớm xác quá. Chút nữa tôi cho con Ngọc nghỉ rồi. Rõ ràng là vậy mà. Tôi mà nhìn trật sao? Chị ơi, chị biết nhà Thủy Trúc đi đâu chừng nào về không? Sáng tôi dọn báo đã thấy cửa khóa ngoài rồi. Ba ngày nay đều vậy. Tôi không biết họ đi đâu á, thì sao biết chừng nào họ về? Ông rầy nhà Thủy Trúc có xảy ra chuyện gì không chị? Ông Hùng đã nhận xính lễ của đàn trai rồi. Cậu không hay biết gì sao? Sao lại có chuyện đó? Cả vùng này đều biết, tôi gạt cậu làm gì? Nhưng mà thằng Tuyền nó đi Nhật rồi mà. Không phải gả cho thằng Tuyền, mà thằng Thi, con bà Kim chủ tiệm vàng. Trời ơi, sao lại như vậy? Cậu Phúc, cậu Phúc. Ủa chị Gấm, chị đã trở lại nhà Hậu Phát khi nào vậy? Tôi vừa mới lên đây, nghe thằng Kiệt nói con tôi nó ra chợ chơi. Tôi liền đi kiếm, kiếm từ nãy giờ vẫn không thấy. Ủa, thằng nhỏ ở dưới quê chứ chị mà. Mỹ Lệ về dưới, nó anh Tuyền bị bệnh nặng, cần gặp mặt thằng nhỏ. Vì vậy cổ đưa nó lên trên này từ tuần trước rồi. Vậy chị gặp cậu Tuyền chưa? Không thấy đâu hết. Nghe thằng Kiệt nói anh Tuyền đi ra chợ, thằng nhỏ lẻo đẻo theo sau. Không ai nói cho chị biết thằng Tuyền đã đi Nhật từ tuần trước rồi hay sao? Cái gì? Cậu nói ông Tuyền đi Nhật từ tuần trước? Trời ơi, có khi nào ông bắt con tôi theo? Không, không thể như vậy được. Tôi phải về hỏi Mỹ Lệ cho ra lẽ. Cậu làm ơn chở tôi về đặng. Làm ơn đi cậu Phúc. Chị lên đi. Thằng Tèo con tôi đâu rồi? Mấy người đem con tôi đi đâu? Bậy đâu mà giống như con điên vậy? Mấy người đánh lừa tôi. Anh Tuyền đi Nhật rồi phải không? Ai nói với bạn vậy? Ai cũng nói hết. Nhưng có thật là anh ấy đi Nhật không? Từ lâu anh tôi đâu có coi bà là vợ, nên việc anh tôi đi đâu, làm gì bà không được quyền hỏi tới. Nhưng cậu Phúc nói có thể anh Tuyền dẫn thằng Tèo đi theo. Có đúng như vậy không? Thì ra bà lên đây để gặp lại nhân tình cũ hả? Mấy người vu oan cho tôi để cưới vợ bé cho ông Tuyền, giờ còn bày trò bắt con tôi đi. Thằng Tèo con tôi đi đâu, trả nó lại cho tôi. Nó bên Nhật với anh tôi rồi. Các người không có quyền gì bắt con tôi đi đâu hết. Đồ độc ác giả mang, tôi sẽ đi cớ mấy người. Bà lấy quyền gì mà cớ hả? Giấy tờ của nó là họ Hứa, ra tòa cũng không ai chứng nhận bà là má nó đâu. Nó là dòng máu của nhà tôi, nó phải sống một cuộc sống giàu sang, theo bà về quê cày ruộng để trở thành đầu to đần độn hả? Nếu bà thương nó thì phải mừng cho nó mới phải. Đứng dậy, xách giỏ ra khỏi đây đi. Muốn làm dạ hả? Lấy rồi đi đi.
chê tiền. Hèn gì nghèo suốt đời là phải. Thủy Trúc, Thủy Trúc, Thủy Trúc. Em sao vậy Thủy Trúc? Em khóa cửa đi đâu cả ngày, gặp anh em lại tránh né. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không có chuyện gì để nói. Anh đừng theo tôi, anh về đi. Ba tôi về sẽ có chuyện phiền hà cho anh đó. Anh cũng đang muốn gặp ba em liền bây giờ. Anh muốn tôi chết mới vừa lòng hả? Anh muốn em sống nên mới tìm em. Lấy thằng Thi là em mới chết. Em có chết xuống âm phủ, tôi cũng xuống hỏi cho ra lẽ. Tôi lấy ai, tôi làm gì, buồn hay vui tôi tự gánh lấy. Không dính dáng gì tới anh. Anh về đi, để tôi yên. Chẳng phải em đã từng nói chuyện của em là chuyện của anh sao? Trước mắt em phải từ hôn, trả sinh lễ cho thằng Thi. Chẳng lẽ tôi không được quyền lấy chồng sao? Thằng Thi là thằng điếm đàn, chỉ cần nghĩ đến lúc em nắm tay nó là anh khó chịu rồi. Thiếu tiền thì trả tiền, mà em không có quyền gả em để trừ nợ. Tôi nói cho anh biết, tôi lấy Thi không phải là để trừ nợ. Anh không được xúc phạm tới ba tôi. Cái gì chuyện gì? Tôi bắt đầu ghê sợ con người của anh. Anh đã làm gì chứ? Anh không biết rõ những gì mình làm hay sao mà còn hỏi. Anh mà biết anh chết thiệt đó. Tôi nói cho anh nghe, người hèn hạ không chỉ có mình thằng Tuyền đâu. Ra phụ tôi chuyện này. Phụ chuyện gì? Ra thì biết, hỏi gì? Phụ tôi khiến này vô kho đi. Lẹ lên. Ngọc làm thư ký xong mày bắt người ta thiên đất. Để tôi dắt vô cho. Anh lo việc của anh đi. Tao thấy. Thấy cái gì? Thợ làm được thì Ngọc cũng làm được. Làm thư ký cái gì cực? Không lẽ biên chép mấy chữ rồi ngồi chơi không hay sao? Làm tiếp đi Ngọc. Lẹ lên, trời sắp mưa rồi. Lẹ tay lên là hết ủ mửa liền hả? Ngọc, bỏ xuống đi Ngọc. Tụi ta đang làm việc, tại sao mày kêu Ngọc bỏ xuống hả? Mày hành xác Ngọc thì có chứ làm việc gì? Tại sao Ngọc đang bệnh mà mày lo việc nặng ra hành hạ Ngọc? Dẹp mày đi, không dính tới mày. Mày mà xíu vô là có chuyện lớn đó. Còn mấy bao nữa em làm được mà anh xin. Tiếp tục đi lời. Ngọc, Ngọc, mày đi lo bển đi, đừng có chàng ràng ở đây. Anh xin là có gì cần bàn đợi em phút về. Để tôi đưa chị bển. Tại sao vậy hả? Tại sao cô làm chuyện đó với anh tôi? Tại sao cô ngu vậy hả? Tôi tưởng cô tử tế, ai ngờ đâu trụy lạc. Tôi cần ngồi yên một mình. Lại đi ra ngoài đi. Không, Ngọc phải nói cho tôi biết. Ngọc có bầu phải không? Cái bầu đó của ai? Của ông Phúc đúng không? Nói đi. Phải, đứa con vô thừa nhận đang nằm trong bụng tôi nè. Mấy người muốn xử gì xử đi. Tôi lỡ lời. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói. Xin lỗi, nhưng trong bụng tôi cũng mong là chuyện đó không có thật. Lại đi ra ngoài đi, để tôi yên.
Nếu còn cố tình làm khó, tôi xách gói đi liền. Ngọc ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi. Ngay cả chuyện ăn uống Ngọc cũng không nói thiệt với tôi là sao? Sao? Dĩa cơm còn đầy trên bàn kìa. Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được anh. Dĩa cơm đó là của Thím Lâm cho, nhưng em ăn không vô anh à. Thím Lâm qua đây chắc hỏi nhiều chuyện lắm phải không? Sao vậy? Hình như Ngọc bệnh mỗi lúc một nặng. Để tôi chở Ngọc đi nhà thương khám, chứ để vậy hoài khó chịu và nguy hiểm lắm. Em không sao, anh đừng có lo cho em. Ngọc đừng có bướng. Ngọc ngã bệnh không những khổ cho Ngọc mà còn khổ cho cơ sở Phúc Sinh nữa. Tiếng ủ mửa còn làm cho tôi bị mang tiếng. Anh bị mang tiếng gì? Ở khu này họ nghi ngờ Ngọc có bầu với tôi. Ngọc thấy họ tưởng tượng có phong phú không? Anh gặp Thủy Trúc chưa? Cả ngày nay tôi bỏ việc để chờ cổ. Sao vậy anh Phúc? Thủy Trúc khóa cửa ngoài bỏ đi suốt. Sau cùng hai người có gặp mặt nhau không? Gặp rồi buồn hơn. Thủy Trúc đã nhận lời lấy thằng Thi. Và đau hơn là Thủy Trúc trở nên quán ghét tôi. Tôi không biết cổ nghe ai nói gì mà so sánh tôi với thằng Tuyền đều hèn hạ như nhau. Nếu xa Thủy Trúc anh sống sao? Có lúc mấy tháng chúng tôi không gặp nhau, nhưng tôi không buồn không lo, vì tin hai đứa vẫn nghĩ tới nhau. Nhưng nghe tin cổ sắp lấy chồng, xa một ngày tôi thấy như xa một năm lận Ngọc à. Không lẽ anh để yên cho thằng Thi cướp mất Thủy Trúc hay sao? Không đâu, bằng mọi cách tôi phải ngăn chặn đám cưới đó lại. Còn nếu như Thủy Trúc cam tâm lấy thằng Thi? Tôi biết trong thâm tâm Thủy Trúc vẫn còn có tôi Ngọc à. Tình trạng thai nhi khỏe, không sao đâu. Sao Thủy Trúc buồn quá vậy? Ưng thằng Thi sao lại buồn? Ngọc biết là tôi không ưa gì thằng Thi. Vậy sao lại lấy nó? Tôi trả nợ cho ba tôi. Có đáng không? Không còn cách nào khác. Nếu họ xiết nhà, ba tôi không sống nổi đâu. Anh Phúc có cách mà Thủy Trúc. Đừng nhắc tới con người đó nữa. Bà hận anh Phúc vì nghĩ tôi có thai với ảnh phải không? Thật sự thì bào thai đó không phải của anh Phúc. Ngọc không cần phải chống chế giùm ảnh để hy sinh tình cảm của mình. Tôi không chống chế giùm ảnh đâu. Sự thật là như vậy. Hôm trước tôi hoang mang quá nên buộc miệng nói đại vậy thôi. Anh Phúc một lòng với bà, và trong thâm tâm của bà cũng vậy. Hai người như hai cây cổ thụ, cách xa nhau nhưng rễ vẫn tìm nhau dưới lòng đất. Tôi không nỡ. Vậy còn bào thai? Trời ơi, vậy là Ngọc bị người ta hại rồi. Con về nhà nghỉ ngơi một chút đi cho khỏe. Việc làm cả đời, chứ sức khỏe thì đâu phải lúc nào cũng có. Thì con vẫn khỏe mà má. Tăng ký chứ sụt ký nào đâu mà má lo. Coi con kìa, ăn dè như ai rượt đuổi tới nơi. Ừ, về nhà một lát con phải qua Lò Gốm. Công chuyện gấp gáp vậy sao? Từ đây tới 30 tây phải làm đêm liên tục đó má. Có rất nhiều mối lớn đặt hàng. Bây giờ thằng Phúc á ký hợp đồng xuất hàng qua tận bên đây. Thằng Phúc nó giỏi thiệt. Con không giỏi sao má chỉ khen của mình đó. Phải biết mình biết ta mới nên việc sinh à. Ừ, con chỉ nói chơi với má thôi, chứ con biết á, con không giỏi nghề, tính toán là dở hơn nó. Nếu nó không tin khôn á thì số vốn mấy ngàn đã đứt từ lâu rồi. Bạn bè có thuận thảo với nhau không con? Tật thằng Phúc nó hay ra lệnh, nhưng con thấy nó đúng nên nhịn nhục. Còn thằng Lợi á, nó hay giặt mắt với con. Làm ở đâu cũng có chuyện này chuyện kia, người thương kẻ ghét. Mình phải thấy những cái được lớn
để bỏ qua những cái mất nhỏ, chứ cứ bực bội chán nản trong lòng thì làm sao mà làm ăn được. Con thì cũng dễ, nhưng con cầm nó hay để ý, cứ tác động vô thêm. Con thấy khó quá mà. Con phải cứng tay, không để cho con cầm nó xía vô chuyện làm ăn của con. Người xưa nói rồi, đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Có khôn lanh tới đâu á thì tầm nhìn cũng hạn hẹp, chỉ thấy cái lợi của mình, của nhà mình là trên hết. Con không biết có nên... Nên gì? Nên tiếp tục làm ăn với thằng Phúc hay nên cưới con cầm? Con cũng không biết nữa. Con không biết mình muốn hỏi gì thì làm sao má khuyên con được. Dạ thưa chú. Anh. Con có thể ngồi để thưa với chú một chuyện được không? Muốn nói gì thì nói hết bữa nay đi. Mai mốt nó về nhà chồng, đừng có tới quấy rầy nữa. Con muốn tới đây nói với chú, hay hủy bỏ lễ cưới đi? Hủy bỏ lễ cưới? Nói nghe sao dễ quá vậy? Đúng là không biết lễ nghĩa. Đã nhận sính lễ của người ta rồi làm sao hủy bỏ được? Mà tại sao ta phải nghe lời mày? Chú cũng biết thằng Thi là đứa ăn chơi quậy phá, không nghề nghiệp, chỉ bám má nó. Nó muốn chọc tức con, cưới Thủy Trúc để hả dạ chứ không phải thật lòng. Mai mốt về làm dâu, Thủy Trúc đau khổ, muốn thôi cũng không được, muốn ở cũng không xong. Tôi biết lo hạnh phúc cho con tôi, không cần cậu phải chỉ dạy. Bây giờ thằng Thi nó xấu, nhưng biết đâu lấy vợ xong nó lo làm ăn, sẵn có tiệm vàng, sợ gì nuôi vợ không nổi. Miệng chú nói vậy, chứ trong bụng chú đang lo rầu. Số nợ mấy chục ngàn đó con sẽ trả giúp cho Thủy Trúc. Mà nợ gì? Ai nợ mấy chục ngàn mà cậu đòi trả giúp? Thủy Trúc đã nói cho con nghe hết tất cả rồi. Trong đời ai không một lần gặp nạn. Chú đừng ngại, cuối tháng này giao được kiện hàng qua Lào, con đủ sức trả nợ mà không cần chú hoàn trả lại. Tại má con Thủy Trúc cờ bạc dướng nợ, chứ không phải tiệm thuốc tôi phá sản đâu mà dở giọng mèo khóc chuột. Trần Hùng này là người thế nào mà mấy người nói cho không cần hoàn trả lại? Con mong chú xí xóa chuyện buồn giữa chú và ba con. Má con đã đến đây xuống nước hỏi Thủy Trúc cho con, vì má con biết tụi con thương nhau thật lòng. Con chưa giàu nhưng có cơ sở làm ăn, con sẽ chăm lo cho Thủy Trúc tử tế và sẽ coi chú như cha. Hai nhà sẽ vui vẻ với nhau hơn là khóc thầm. Anh Phúc, cảm ơn anh đã một dạ với em. Dạ, anh Phúc nói thật lòng, con mong ba đồng ý. Chú. Nhức đầu quá. Ba. Đừng có gọi, để ba em có thời gian suy nghĩ. Sao anh nhìn em cười? Anh tin ba em sẽ đồng ý với lời đề nghị của anh sao? Tin chứ. Còn em? Em thì sao? Không còn hận anh nữa sao? Hôm trước em hiểu lầm. Mấy ngày nay đi đâu? Tôi đi đâu, ăn nhầm gì tới anh? Cô sắp là vợ tôi mà nói là không ăn nhầm hả? Tôi nói rồi, từ đây đến ngày cưới không được đi đâu một mình. Đi đâu? Nói tôi chở nghe chưa? Tụi tao sắp là vợ chồng, tao cấm mày chàng ràng chở Thủy Trúc đi. Mày không nghe, tao cho đàn em giúp mày có bộ mặt mới. Anh Phúc, anh có bận việc gì không? Không. Anh chở em đi dạo một vòng nha. Ở nhà em ngột ngạt quá. Ba ơi, con đi ra ngoài một lát. Không đi đâu với thằng Phúc hết. Tụi mình đặt áo cưới. Mày quên đám cưới đó đi. Chú Hùng ơi, chú Hùng, chú Hùng ơi. Ơi, cái gì vậy? Thủy Trúc đi viếng Phúc à. Chú cản lại mình con đi. Có trời mà cản. Mày giỏi mày ra mày cản đi. Quỷ sứ thiên lôi. Cho tôi gặp bà Kim.
Dạ, chị tôi mắc công chuyện một chút. Chị muốn mua gì cứ nói, tôi bán đúng mẫu hàng, đúng tuổi vàng, đúng giá, chị không cần phải lo. Chị là gì của bà Kim mà nói nhiều vậy? Có cô này muốn gặp chị. À, thấy cô quen quen. Bà không nhớ là đã gặp tôi ở đâu sao? À, nhớ rồi. Cô Mỹ Lệ, con Hào Phát. Chà, bữa nay cô tới tiệm của tôi thiệt là may mắn. Cô cần mua gì? Số lượng nhiều không? Tôi đặt một cặp nhẫn cưới bằng vàng y, có cẩn hột xoàn. Cặp hột xoàn khoảng mấy ly vậy cô? Có loại 5-7 carat không? Ôi, làm gì có hột lớn vậy? Tiệm của tôi chỉ có cặp khoảng 80 mấy được không cô? Tốt không? Bảo đảm với cô, không có một vết than, không có một vết bọt nào hết. À, cô Mỹ Lệ sắp làm đám cưới hả? Thường thường thì mấy ông chồng hay đi chung với vợ để sắm nhẫn cưới. Chồng cô Lệ chắc là ông chủ cỡ bự nên bận rộn lắm phải không? Đàn bà mình mà cũng nên dễ dãi với mấy ông một chút. Ai đi sắm mà không được phải không cô Mỹ Lệ? Nghe nói thằng Thi con trai bà sắp kết hôn phải không? Lấy ai vậy? À, con Thủy Trúc, con của ông Trần Hùng, chủ tiệm thuốc bắc nổi tiếng ở khu này nè. Nổi tiếng gì bà ơi, tiệm mỏng giờ chỉ còn cái vỏ không thôi. Tháng rồi ổng tới nhà tôi khóc lóc năn nỉ đòi mượn tiền. Nhà tôi ngu hay sao mà cho người giận đen như than mượn tiền? Thì cũng tại bà Phấn, vợ của ổng, mê cờ bạc cho nên mới mượn tiền của tôi. Rồi họ đem con Thủy Trúc ra cấn nợ hả? Thì cũng không hẳn vậy. Con nhỏ nó cũng si mê thằng Thi con tôi. Ở xứ này kiếm đâu ra được một thằng chồng đẹp trai, giàu có như thằng Thi con tôi. Bà làm to rồi. Đứa mà nó thương là thằng Phúc ở Lò Gốm. Hai đứa nó đã đi lại với nhau 3 năm nay rồi. Bà không hay biết gì sao? Tôi nghe thằng Thi nó nói con Thủy Trúc giỏi nghề thuốc lại hiền hậu. Thằng Phúc đeo nó mà nó không có chịu. Mẹ con bà bị gạt rồi. Nếu con Thủy Trúc thương thằng Phúc như cô nói thì nó đâu có gật đầu lẹ với con tôi như vậy. Nó gật đầu lẹ như vậy mà bà không nghi ngờ gì hả? Theo cô, tôi phải nghi ngờ chuyện gì? Thằng Phúc với nó ăn nằm với nhau. Con Thủy Trúc có bầu rồi. Chính vì việc này mà ba tôi từ hôn không cưới nó cho anh Tuyền đó. Ông Hùng quýnh quán mới đẩy củ thừa qua cho con trai bà. Trời đất, tin gì mà động trời vậy? Bà yên tâm đi, đây là sự thật chứ không phải tin đồn. Tháng rồi con Thủy Trúc có đến chỗ bác sĩ quen khám thai. Vợ ổng nói cho tôi biết. Hả? Thiệt không? Bà có nghĩ con Thủy Trúc nó hiền mà nó ghê gớm vậy không? Con trai bà về kìa. Nhìn mặt nó tôi nghĩ nó đã biết hết mọi chuyện rồi đó. Bà hỏi nó thử coi. Ủa, cổ nói đặt hàng sao bỏ về một nước vậy chị? Chắc cổ quên. Chút thế nào cổ cũng quay lại. Cô đó có mặt hiên người, nhiều chuyện, chị không nên tin. Ở đời không có lửa làm sao có khói mày. Chuyện gì mà mặt hầm hầm như Thi? Chuyện con Thủy Trúc cái thằng Phúc phải không? Sao má biết? Má, con muốn tổ chức đám cưới sớm hơn. Đám cưới xong, tụi nó biết tay con. Đợi con đánh kẻng, tụi nó đã ăn cơm xong rồi. Má nói gì đánh kẻng ăn cơm? Tụi nó đã ăn ở với nhau rồi. Con Thủy Trúc đang mang bầu. Mày nghe nó. Chào cô, cô muốn mua hộp xoàn hả? Đi đâu rồi Dân? Cho em hỏi, đi đám cưới mình nên tặng đôi bông tai hay cà rá vậy anh? Anh đâu có rành, hỏi má anh kìa. Sao gì Kim? Cô dự đám cưới ai? Bạn quen, đám cưới anh Phúc với con ông Hùng, chủ tiệm thuốc bắc. Khùng hết rồi. Dân lầm rồi, đám cưới là của... Ông Hùng thì thiệt là quá đáng. Có một đứa con gái mà ai cũng muốn gả. Con thấy anh Phúc với Thủy Trúc lấy nhau là hợp tình hợp lý chứ gì. Người ta sắp có con với nhau, không đám cưới gấp, bụng lớn ra cho thiên hạ cười thúi mặt sao? Không lẽ có thằng con trai ngu ngốc nào muốn nhảy vô ôm cái bầu của con Thủy Trúc sao? Tôi sẽ giết chết thằng chó đẻ. Bình tĩnh đi anh Thi. Đám cưới người ta có can dự gì tới anh đâu mà anh nổi nóng chứ. Con còn nói tốt của Thủy Trúc nữa không? Bây giờ vì một đứa con gái mà tính giết người để vô tù ngồi hả? Ủa,
Thì ra là anh Thi. Em xin lỗi. Để cô tụi nó có yên thân không cho biết. Sao vậy? Thấy thiệp cưới mặt bà Kim tái mét, còn thằng Thi thì như chó mắc phải xương. Kế của bà ghê thiệt, một mũi tên trúng ba con chim. Mày hết giận chưa? Thằng Thi cặp tôi để qua đường, cái hận này làm sao quên được. Thì còn nhiều dịp khác, mày đừng có lo. Trước mắt con Thủy Trúc sẽ bị mang tiếng là có chữa trước khi có chồng. Còn thằng Phúc vừa bị nhục, vừa phải bỏ tiền ra để trả nợ cho ông Hùng. Trả nợ xong thì có lọt Phúc Sinh cũng sập luôn. Để coi còn dám đấu với Hào Phát nữa không. Bà lỡ nói, ăn đi. Ờ, ăn chứ. Chị ơi, cho hai miếng chả đặc biệt. Dạ. À, tôi đã chờ anh hai ngày nay rồi. Anh cho tôi coi mẫu hàng. Anh yên tâm đi, tôi giới thiệu sao thì hàng của tôi như vậy. Anh coi nè, hàng của tôi đẹp, tốt hơn hàng của mấy lò khác. Vậy bà nói tốt nó đẹp đó hả? Anh có biết bây giờ á là hàng của những lò khác có nhiều mẫu mã mới đẹp lắm không? Anh có những mẫu hàng ở ngoài đó đẹp như vậy, sao anh không chào cho tôi? Cái đó của người khác. Của ai vậy? Anh đã đặt hàng của tôi, anh không được lấy hàng của người khác. Ai cấm được tôi? Anh chào hàng bằng miệng, hàng anh không tốt như anh nói, là sao bắt tôi lấy? Hàng của tôi vậy mà anh nói là không đẹp, không tốt hả? Mắt anh có bị loạn thị không? Mỗi của ông cũ quá, ông nhận không ra hả? Men thì sần sùi, màu sắc thì tèm lem. Ông ép tôi mua về đập bể để lót đường đất hay sao? Tôi mà loạn thị thì ông là loạn ốc á. Em ơi, cho anh hỏi thăm. Hả? Ông kêu tôi bằng em hả? Thu bay, ông kêu tao bằng em kìa. Bộ tao trẻ lắm hả? Dạ, xin lỗi bà. Tại hồi nãy bà quay mặt vô trong, tôi không thấy nên tôi vô lễ với người già. Kiếm ai? Có chuyện gì? Tôi muốn đặt một số hàng ở đây. Lợi ơi, có khách đến nè. Chào ông. Chào anh. Ông muốn đặt hàng nào? Ở đây loại hàng nào cũng đẹp, coi bắt mắt lắm. Tôi có thể chọn được nhiều mẫu. Ông muốn đặt số lượng bao nhiêu? Mỗi loại tôi lấy 100 cái. Mà bữa nào anh mới có đủ hàng giao cho tôi? Hàng này sắp chuyển qua Lào, nếu ông thiệt sự muốn đặt hàng phải tuần sau mới có. Tuần sau cũng được, nhưng tới ngày hẹn mà anh không đủ số á, hoặc mặt hàng không tốt là tôi có quyền không lấy đó nghe. Thợ tôi sẽ làm đúng mẫu mã mà ông đã đặt. Xin lỗi, cho tôi hỏi, ông có muốn đặt hàng thiệt không? Thiệt chứ. Không lẽ tôi tới đây để nói xạo anh chơi hả? Vậy thì mời ông vô văn phòng ký hợp đồng. Phải ký hả? Ông chưa quen làm anh theo cách này sao? Tôi không rành lắm. Cô thư ký sẽ đánh máy hai bản, trong đó ghi rõ số lượng, mẫu mã, giá cả, tiền đặt cọc và cả chữ ký của cả hai bên, bên mua, bên bán. Sẽ không ai lật ngược được. Phải đặt cọc nữa hả? Phải có chứ. Không lẽ khách hàng đặt 1-2 ngàn sản phẩm khơi khơi rồi không chịu lấy hàng, tụi tôi ôm đủ hết sao? Mời ông. Kỳ này làm nhiều hàng mệt nghỉ cho coi. Làm nhiều có tiền nhiều. Thôi làm mấy bà ơi. Tôi nói giống mầm này chơi không lại. Mình phải đi kiếm thằng chồng chết tiệt của con Phượng mới được. Kêu nó đưa tiền như nó đã hứa. Có tiền thì... Cho tôi gặp xã trưởng. Về đi, ông lên quận rồi, mai hay tới. Các anh cho tôi hỏi. Có chuyện gì? Có biết thằng Tấn ở đâu không? Thiếu tá Tấn mà ông dám kêu bằng thằng hả? Nó là con rể của tôi. À, thì đó là ba của Phượng. Xin lỗi chú, mấy ông lên dùng 4 rồi, bộ chú không biết hả? Không biết tụi nó sống chết ra sao, mà không thấy tin tức gì về hết. Lính tráng tụi tôi mới sợ chết, chứ mấy ông sĩ quan thấy có đạn là núp hết hả? Chú lo gì? Về đi, có gì tôi nhắn. 6 tỷ, 6 tỷ. Bà đâu vậy? Tao lên xã kiếm thằng Tày. Tôi nói chuyển đi dùng 4 hết rồi. Mày đừng có gạt tao nha 6 tỷ. Tôi rầu thú ruột, gạt bà làm gì?
Nó đi sao không nói lời nào hết trơn. Không biết nó nhớ gửi tiền về nuôi ông bà già này không nữa. Thím kiếm dạ thím. Mày không thấy tao luôn miệng kêu cút cút hay sao? Tụi bay có thấy con gà mái tơ của tao chạy qua chỗ này không? Con chỉ để ý mấy đứa gái đi qua, đâu để ý con gà của thím. Đồ mấy gái. Trời, gái mê mê ai. Ê xíu, nãy giờ mày ngồi vẽ ở đây nè, có thấy con gà của tao chạy ngã nào không? Hồi nãy con nghe có tiếng con gà kêu ở đó rồi im luôn à. Nó vô nhà này chứ không có vô chỗ nào khác hết đó. Bà ngủ ơi, bà ngủ, bà ngủ ơi. Làm gì la ông sùm vậy? Trái nhà hả? Con gà của tôi vô nhà bà phải không? Không có. Có mấy người á thấy con gà mái tơ của tôi chạy vô nhà của bà. Nó kêu lên mấy tiếng rồi im re à. Mái tơ nào? Không có mái tơ nào hết á. Chỉ có bà cố của nó tới đây cút cút nè. Đâu rồi? Nè, tức là bà đó. Tại sao cứ mất cái giống gì cũng chiếu tướng vô cái nhà tôi là sao? Tôi nói thiệt với bà nha, nghèo chết bỏ chứ không bao giờ. Mà danh dự của tôi không bằng con gà mái tơ của bà hả? Trời, bà mà có danh dự thì cũng đỡ cho cái làng này à. Có con gà, bà làm gì qua đây gây sự với thím ngủ? Có bằng cớ không mà nói người ta ăn cắp? Tôi chưa có nói người ta ăn cắp. Tại vì bà có tật giật mình thôi. Hồi nãy con xíu á, nó nghe tiếng gà kêu ở trong này. Tôi nhìn vô tôi thấy mấy cái hột gạo ở trước cửa. Hàng xóm nào mà tốt bụng lấy gạo dụ cho gà người khác vô trong nhà mình ăn như vậy? Chưa thấy gì bà lại sùm. Nè, cái màu lông này nè, không phải của con gà mái tơ, không lẽ là của bà? Trời ơi, tôi chết con gà mái tơ của tôi rồi. Làm gì vậy? Làm gì vô nhà tôi lột xét vậy? Hả? Chết ra. Đâu rồi? Con gà mái tơ của tôi đây rồi. Tôi vô quan cho bà đây hả? Danh dự của bà đây hả? Bà từng ngủ, bà đền cho tôi đi. Trời ơi, lẹ đi. Chuyện gì vậy chú Lâm? Con gà tao nuôi nó chạy lạc qua đây, bà bắt bà dặn cổ. Thím có thèm ăn thì nói con một tiếng. Sao thím làm chuyện kỳ cục vậy? Tao ăn cắp con gà đó. Phải mấy người muốn nhìn tôi chịu nhục như vậy phải không? Mày nói làm sao? Tao thèm ăn gà hỏi mày một tiếng mày cho hả? Nói láo. Đồ đạo đức giả. Làm nhục xong rồi nói, rồi lên giọng đạo đức. Mấy người cứ ăn uống nhậu nhẹt phủ phê, trừ vợ chồng tôi ra. Khi ổng còn khỏe thì ổng viết chữ, dạy chữ cho mấy người. Đến khi ổng bệnh xuống, mấy người vô đây vì con gà mà không cần đếm xỉa tới ổng. Sao? Bây giờ muốn bắt vợ chồng tôi lên xã phải không? Được rồi. Dậy đi. Dậy. Nè, đem tao với ổng lên xã đi. Đừng bắt bà lên xã, tội nghiệp. Không có chuyện bắt mớ gì ở đây đâu chú. Trời ơi, sao chú ra nông nổi này mà thím lại không cho con hay? Không được, phải đưa chú tới nhà thương chữa trị. Chậm trễ là không được. Mấy ngày nay ổng nói với tôi là ổng thèm ăn cháo gà. Tôi lấy tiền đâu mà mua gà, nên đánh đại làm liều.
Bộ mấy người tưởng là tôi không biết xấu hổ hả? Con gà còn nguyên đó, bà đem về nhà đi. Thím cứ lấy con gà làm thịt nấu cháo cho chú Ngủ ăn đi, con sẽ trả tiền cho thím Lâm. Nếu mà tao biết ông Ngủ bệnh vậy, tao đã đem con gà cho rồi. Tao đâu có phải là mụ già vô lương tâm đâu mà mày nói đem trả tiền gà cho tao. Vậy là thím cho không chú Ngủ con gà nha. Có mọi người ở đây làm chứng đó, sau này không có được cằn nhằn. Để con lấy xe đưa chú đi nhà thương. Thôi, tôi ở nhà, không đi đâu. Sống chết rồi tôi cũng ở nhà. Thằng Phúc có lòng đưa chú đi nhà thương sao chú không đi? Ở đó có bác sĩ, thuốc men, chú sẽ mau lành bệnh. Ông không chịu đi thì đừng có ép. Phúc à, mấy bữa nay tại không có ăn nên ông bị suy nhược. Nếu mày có lòng thì... Được rồi, mỗi ngày nhà con ăn món gì con sẽ đem qua cho chú thím món đó. Để con đi kêu bác sĩ chữa trị cho chú nha. Yêu thương mưa nắng, xin chờ nhau tháng ngày, tay trong tay nhau theo vòng xoay xứ trắng. Dòng đời như con sóng sao cứ lao đao, tìm lại mùa xuân trong tình người. Tình yêu như trăng sao ta mãi chờ, dù nhiều phong ba ta vẫn yêu người. Yêu em yêu xứ trắng, trắng trong tình yêu này, lòng hoài lòng có yêu nhau không? Yêu em yêu xứ trắng, nở hoa miền đất này, lòng nhu lòng hãy tình yêu như trăng sao ta mãi chờ, dù nhiều phong ba ta vẫn yêu người. Yêu em yêu xứ trắng, trắng trong tình yêu này, lòng ngon